Xin chào anh em, trong video ngày hôm nay, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc đồng hồ đến từ Đức mang thương hiệu Glashütte Original. Đây là một chiếc khá là đẹp, sở hữu một thiết kế skeleton lộ máy phô diễn ra những gì tinh túy, đẹp nhất cùng cỗ máy cơ khí. Với sa mặt khá là lớn là size 42mm, độ dày là khoảng 10mm. Với thiết kế này phù hợp với anh em cổ tay to. Bên trong mặt số của chúng ta nổi bật thì sẽ là hai sắp đồ nhỏ đang xen lồng lại với nhau. Chúng ta sẽ có sắp đồ hiển thị hai kim là kim giờ, kim phút. Bên dưới của chúng ta sẽ là kim dây chính. Với thiết kế lộ máy thì anh em có thể nhìn thấy rõ những chân kính màu hồng cực kỳ nổi bật. Vị trí góc 2 giờ chúng ta sẽ là một kim báo cót, kim power reserver. Với thiết kế này thì anh em có thể biết được thời lượng chữ cót còn nhiều hay ít. Và cái chi tiết quan trọng nhất của chiếc Glashütte Original này có lẽ không thể bỏ qua, đó chính là cái trái tim của bộ máy nằm tại góc 5 giờ. Như anh em thường thấy là những bước trước đồng hồ cơ ấy ạ, thì chỉ có một cầu nối mà thôi, nhưng với bộ máy in-house của Đức sẽ cho chúng ta hai cầu nối đỡ cái balance wheel cực kỳ đẹp. Nó tựa như là một đôi cánh bướm ạ. Và anh em có thể nhìn thấy sự chuyển động rất là mượt mà của cỗ máy này. Chúng ta sẽ có những cái vân thớ được đánh tạo hoa văn họa tiết rất là đẹp, tạo điểm nhấn. Và cái nền mà dial chúng ta ngày hôm nay thì được hãng thiết kế bằng một cái chi tiết kim loại, thiết kế bằng những cái vân sóng cực kỳ đẹp. Đây là những cái vân sóng nó tạo ra những cái vân thớ nổi. Hai bên hông của chúng ta thì anh em quan sát được tạo hình rất là đẹp. Nổi bật thì sẽ là một cái đúng điều chỉnh thời gian. Chúng ta sẽ có bốn cái càng được thiết kế một cái lắc cụp. Với thiết kế này anh em trên tay nó sẽ ôm trọn lấy cổ tay của chúng ta. Đi kèm sẽ là bộ dây kim loại với thiết kế lên tới 3 chỉ khỏe khoắn. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có bộ khóa, gập anh em nhé. Bên trên nổi bật thì sẽ là logo của Glashütte Original. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau của đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được hãng thiết kế lộ máy. Bộ máy sử dụng trên chiếc Glashütte Original này là bộ máy in-house do hãng tự chế tạo, sản xuất và lắp ráp. Anh em quan sát là chúng ta sẽ có một cái chi tiết thiết kế bằng những đường kẻ sọc. Nó tựa như là mặt đầu của chúng ta vậy. Và nổi bật thì sẽ là dòng chữ Glashütte Original với dòng chữ là Made in Germany. Đây chính là cái đặc sản của Đức mang đến cho chúng ta. Với những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ thì sẽ đến cho chúng ta những cái trải nghiệm, đó chính là sự sang trọng, tinh tế, nhưng với những cái sản phẩm của Đức sẽ chú trọng vào bộ máy. Và bộ máy của chúng ta ngày hôm nay được hãng thiết kế cực kỳ phức tạp anh em ạ. Đối với Glashütte thì đồng hồ không chỉ là để theo dõi thời gian mà chúng còn là những tác phẩm nghệ thuật. Thương hiệu đồng hồ Đức Glashütte Original đã đổ rất là nhiều công sức, tiền bạc để làm cho mọi khía cạnh của một chiếc đồng hồ trở nên đẹp. Và điều này được thể hiện bởi các thiết kế hài hòa và trang trí được đặt khéo léo. Thương hiệu này luôn khao khát biến mỗi chiếc đồng hồ của họ trở thành một kiệt tác theo ý muốn của mình. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt. Mức giá chỉ 178 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em bấm đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra thì cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Và nếu anh em có dịp giao lưu qua đồng hồ Minh Triệu, địa chỉ 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.